công ty cổ phần chuyển phát nhanh Viet Star, Viet Star Express, tự hào là nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, cung cấp các dịch vụ uy tín trong quản lý kho vận, vận tải, chuyển phát nhanh trong và ngoài nước. Với xu hướng outsourcing trong kho vận, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất hiện nay đang chuyển hướng sang thuê các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ quản lý kho nhằm cắt giảm chi phí cố định trong logistics, giảm áp lực quản lý kho bãi và tập trung chuyên môn hóa sản xuất. Thêm vào đó, với lợi thế về nguồn nhân lực và trang thiết bị, vừa qua, Viet Star được Thiên Long Group lựa chọn trở thành đối tác trong việc cung cấp dịch vụ quản lý toàn bộ hệ thống kho gia đô của đơn vị này. Sau khi tiếp nhận dự án, Viet Star đã đáp ứng nhanh chóng hệ thống KPI của Thiên Long đề ra, cụ thể như 1. Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng 98%, đảm bảo đơn hàng có đầy đủ tồn kho trên sổ sách sẽ được soạn đầy đủ. 2. Thời gian soạn hàng 99%, đảm bảo thời gian soạn hàng theo cam kết chất lượng dịch vụ. 3. Tồn kho chính xác 99,9%, thực hiện kiểm kho hàng ngày để đảm bảo độ chính xác. 4. Thời gian báo cáo 100%, đảm bảo thời gian báo cáo theo yêu cầu báo cáo xuất nhập tồn. 5. Tỷ lệ hư hỏng bể vỡ 0,01%. Viet Star thực hiện điều tra nguyên nhân cốt lõi và có hành động khắc phục lâu dài. Nhờ vậy, góp phần đem lại các hiệu quả về vận hành, tiết kiệm lên đến 10-15% không gian khai thác trong kho gia đô, giảm tỷ lệ mất mát hàng hóa, cải thiện khả năng giám sát xuất hàng. Về nhân sự, tiết kiệm 20% nhân sự vận hành tại kho, nâng cao năng suất và kỹ năng quản lý kho, giảm sai sót trong vận hành nhờ ứng dụng giải pháp WMS của Smartlog. Tại vì theo như cam kết ngay ban đầu khi hợp đồng ký kết giữa Thiên Long và Viet Star thì mình đưa ra một cái tiến độ triển khai là trong vòng 2 tháng. Nhưng mà sau 1 tháng mình triển khai mình đã đạt được cái mục đích mình mong muốn. Nên là đây cũng là một những điểm mạnh đối với chuyển phát nhanh Viet Star Express, không riêng vì ở khách hàng Thiên Long mà tất cả những khách hàng của Viet Star trong cái lĩnh vực logistics thì Viet Star luôn cam đoan mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng. Và song song với sự cái sự hài lòng đó là Viet Star sẽ luôn đồng hành cùng với Smartlog để mang đến cái sự lợi nhuận, tiện lợi và cái tính chuyên nghiệp đối với khách hàng của Viet Star cũng như là khách hàng của Smartlog.